bàn và cho thầy đây để tiến hành những chiến thắng tưởng tượng gần trường có thể ngồi vào được. Theo những ghế của đầu tiên này, chúng ta đến chúng ta ngồi để thoải mái để chúng ta ngồi để chúng ta sinh. Đó là một cái nghĩa cử tình yêu mà chúng ta có thể giúp cho nhau, cho các anh chị em mà chúng ta đang là đứng ở cạnh tường. Các anh chị em là lần đầu tiên đến thì là cộng đoàn Westminster, anh chị em là từ Việt Nam tới không? Anh chị em là từ các tiểu bang về đây không? Ai dám các bạn đứng đây không? Ok, nếu không thì chắc là rất là vui ngày hôm nay cứ mời anh chị em đi thăm rất là đơn đông đủ. Thường thường các khi người dân đấy á, chúng ta thấy chúng ta ngồi quý ở trên này cũng ai dám ngồi cả, mà hôm nay chúng ta là những người công giáo rất là tốt lành, chúng ta ngồi trên đầu này, chúng ta gần gũi Chúa rất là hiền, rất tốt. Thôi để đi vào cái sứ điệp của ngày lễ Giáng sinh hôm nay. Có người đi lễ lên một mình, người ta nghe cái bài hát Chúa ơi con là người ngoại giáo, nói yêu nhiều người các bạn. Bởi thế khi đi hát như vậy thì bị đến một cái cảm thương mà nói thôi thì nhà thờ này là nhà thờ của em luôn luôn đến nhà thờ này, thế nào cũng có người đang được thi lễ và rồi cầu nguyện, thế nào cũng có người thương nhé, rồi đi đến một chút chúc mừng chúc cho năm có người yêu nhé, thì anh cảm ơn người đi một người anh cũng nói là chúc trà cho năm cũng mời trong cái đồng hương anh sẽ đến. Linh mục công giáo không đi tìm người yêu tại nhà thờ đâu, cho nên là linh mục có cái thấy vui khi chúng ta thấy nhà thờ chật ních như vậy, đồng hương đồng bào thân được thánh lễ Giáng sinh. Vậy lễ Giáng sinh là gì? Tại sao chúng ta mừng lễ Giáng sinh? Một câu chuyện sau đây giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Còn một đêm đông giá lạnh, tuyết phủ đầy đường, một đứa bé đi theo cha mẹ đi bộ trong công viên chơi trò ném tuyết snowball. Bỗng nhiên nhìn thấy ở trên trời một chiếc máy bay bay qua và để lại một vệt khói trắng thật dài. Em gái hỏi bố: bố ơi, làm sao người ta leo lên trời được để lên máy bay vậy bố? Con muốn đi lên máy bay. Bố giải thích: người ta không phải leo lên trời để lên máy bay con, nhưng mà máy bay phải đáp xuống đất để đưa con người lên trời. Thưa quý đồng hương, vương bà, câu chuyện của con minh họa ý nghĩa của lễ Giáng sinh như vậy đó. Sau tội Adam và Eva, con người được mời ra khỏi thiên đàng, và con người không thể nào leo lên thiên đàng lần nữa. Và chính Thiên Chúa, Chúa Giêsu Emmanuel đã xuống trần để đem con người trở lại thiên đàng. Mừng lễ Giáng sinh, chúng ta mừng sự kiện lịch sử Chúa Giêsu đã vượt qua lằn ranh vô hình, bước vào trần gian nơi hàng đê lân ở nước Do Thái để đưa con người cuối cùng trở về thiên đàng. Đứng trước một màn nhìn tình yêu cao thẳng như vậy, trí khôn con người không thể hiểu thấu, chỉ có thể cảm nhận được bằng tình yêu hay hiểu bằng trái tim. Thật vậy, khi yêu nhau, chúng ta không thể giải thích được tại sao chúng ta yêu, tại sao chủ tịch yêu bà chủ tịch, tại sao anh Vũ yêu chị Vũ, tại sao những người ngồi trong nhà thờ này yêu chồng yêu vợ. Chỉ có con tim mới giải được cái lý lẽ của con tim. Thì trong tôn giáo cũng vậy, tại sao Thiên Chúa lại yêu con người? Chỉ có tình yêu mới làm được và hiểu được lý do đó thôi. Và con người được Thiên Chúa yêu, cho dù con người không xứng đáng, cho dù con người tội lỗi, đó là món quà lớn nhất trên trần gian. Tình yêu Chúa Giêsu đã nâng con người lên thiên đàng. Và đặc biệt nhất, nói rằng cách đây hơn 2000 năm, khi con người còn đi trong bóng tối tội lỗi, tối tăm, thì Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến trần gian. Và bài phúc âm nói về Chúa Giêsu như là ánh sáng đến chiếu soi muôn dân, ánh sáng chiếu soi muôn dân và đẩy xa bóng tối, và đẩy vào bóng tối không đẩy lui được ánh sáng. Chính ông Victor Frankl, một tù nhân của Đức Quốc xã, đã kể lại trong trại cải tạo khổ sai, ông và bạn ông đi lao động vất vả chán nản và tuyệt vọng,
cái chết trước mặt như định mệnh nghiệt ngã, cho đến tối suy nghĩ tuyệt vọng như vậy, ông và ông bà thấy xa xa một cái đèn lấp lánh phát ra từ một căn nhà của người nông dân gần đó, và ông và ông bà đã nhìn ra niềm hy vọng từ cái đèn đó. Và ông hiểu được cái câu nói bài phúc âm hôm nay: ánh sáng chiếu rọi vào trong bóng tối và tối tăm đã không dập được ánh sáng. Thưa anh chị em, ánh sáng đêm nay đó là ánh sáng Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta đang là mừng lễ Giáng sinh của Ngài. Ánh sáng đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, ánh sáng tình yêu mà Kinh Thánh nói rằng tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. Không có tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người chí mạng mình, vì người mình yêu, Chúa Giêsu đã chết trên thập giá cho chúng ta là người Chúa yêu, để qua cái chết của Ngài chúng ta được ơn cứu rỗi, Giáng sinh chúng ta có quà. Động lực nào khiến chúng ta cho quà nhau? Động lực đó có phải là động lực tình yêu không? Nếu không là động lực tình yêu thì món quà Giáng sinh không có giá trị. Nhưng món quà Giáng sinh phải bắt chước cái động lực yêu của Chúa Giêsu, thì những động lực đó, món quà đó mới giá trị trong lễ Giáng sinh. Một đứa bé nghịch ngợm nhảy phá khi bà mẹ đang gói quà và trang hoàng mừng Giáng sinh. Em vô tình làm bể một bình sành pha lê rất đẹp. Bà định làm bình hoa chính cho cả nhà. Đứa bé sợ xanh mặt khi bình pha lê vỡ tan. Bà mẹ tức điên lên lửa tính giơ tay đánh con mình một trận. Nhưng kìa, bà mẹ vẫn nhẹ nhàng cúi xuống nhặt những mảnh sành để chân đứa con khỏi bị chảy máu. Và bà nhẹ nhàng nói với con: lần sau con cẩn thận nhé. Và đứa bé nó rưng nước mắt nói: dạ con xin lỗi mẹ. Đó là tình yêu đó, thưa anh chị em. Đó là tình yêu đó, thưa anh chị em. Một đứa bé khác lấy giấy bạc gói cho bố một món quà. Em đang là vui vẻ gói cho bố một món quà. Ông bố tức điên lên tát con một cái: làm sao con dám lấy cái giấy bạc? Bố chỉ có một cái giấy bạc duy nhất để gói quà cho bà nội. Tại sao con lấy cái giấy của bố? Em buồn, nhưng em cũng đưa cho bố một gói quà. Bố ơi, con gói cho bố một món quà này. Ông bố thấy một cái hộp em đã gói thật là xinh đẹp, và ông em nói bố mở đấy. Ông mở ra, ông càng tức ném đi một chiếc hộp, cái hộp rỗng mà mình cho ta. Em bé rưng rưng nước mắt nói với bố: bố ơi, trước khi con gói món quà, con đã thổi vào đó cả ngàn cả triệu nụ hôn cho bố rồi đó. Và ông bố chết lại đứng trước đứa con. Ông ôm đứa con xin lỗi. Có một chị kia kém chọn mới có được người yêu thật tuyệt vời. Thế thì đại hội Missouri hành hương mẹ La Văn Tà Bao, hành hương mẹ La Văn Las Vegas, chỉ nói với mẹ: mẹ nhé, mẹ xin Chúa cho con một người yêu dễ thương, vâng lời con, yêu thương con, đi làm về phải đưa chết cho con mấy quần. Rồi chị bỏ vào thùng tiền khẩn $100, chị tính toán hơi nhiều. Rồi lúc này rút ra và lấy bỏ vào $50, không có hơi nhiều, ta xin lấy đâu nhiều được đâu. Và cuối cùng chị bỏ vào tờ giấy $20 thôi, chị mỉm cười. Thế mà cũng được nghe lời về được một ông chồng bạn trai, nhưng không nói, không đi làm, rất vâng lời vợ. Chán nản, chị kêu mẹ: mẹ, tại sao số con hầm như vậy? Đức mẹ trả lời: tiền nào của lấy con ạ. Một giáo sư ra bài thi cho các học sinh, ông hỏi: cái chữ Christmas các em nghĩ là cái gì? Thế là các học trò ngồi viết: Giáng sinh, đèn, ngôi sao, hang đá, quả Giáng sinh, lạc đà, ba vua,
rồi với nhau tiệc Giáng sinh. Nhưng tuyệt nhiên mỗi chuột học trò không một em biết được cái chữ đó là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu.